no. Hút mật. Con ông. Con gì mà cá không sinh? Con cá mà. Cá không sinh. Đố lại là bất cứ. Vỏ màu đỏ, ruột màu trắng, nhiều hạt. Quả thanh long. Quả gì mà vỏ thì màu xanh, ruột thì màu đỏ, nhiều hạt. Quả dưa hấu. Quả gì mà vỏ màu xanh, to, nhiều múi. Quả bưởi. Nếu đã tịt từ đầu là đến bây giờ vẫn cứ tịt. Quả gì mà tròn như này, bóc bọc nhanh. Nhanh. Quả gì? Quả gì mà ngay chín chít? Xin đưa rằng có mít. Quả gì mà lăn lông lốc? Đá. Con bông. Quả gì mà to nhất xin thưa rằng là quả bưởi. Quả gì? Chưa rằng quả mít ăn vào mình sẽ làm sao? Ra đố đi. Nhìn là mẹ cú đi kìa, mẹ cú đang quay kìa. Quả gì mà to ơi là to nhất? Người ta bảo to nhất quả gì? Quả to nhất quả gì? bẩn ấy. Con gì bé xíu mà hay đi hút máu người? Con nghe. Con gì hay hút máu người? Con gì? Con nghe. Con gì hay hút máu người bé xíu bay. Hay đốt. Đốt vào người xong rồi. Con muỗi. Muỗi. Con gì hay ăn xương? Con gì giống tất đi? Con lợn đi á.